Hot, clip Thúy Ngân ngồi bơ vơ trước cổng biệt thự, đúng thời điểm kết thúc 2 năm hẹn hò với Jack. Trước khi tin hẹn hò với Jack rầm rộ, chúng tôi bắt gặp khoảnh khắc Thúy Ngân tự dọn đồ đạc trong đêm. Diễn biến sự việc như thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Ngày 9 tháng 11, khắp các diễn đàn mạng xã hội rần rần trước thông tin Thúy Ngân và Jack hẹn hò. Nguồn cơn chính là khi thực hiện thử thách chụp ảnh ở hành trình rực rỡ, danh sách liên lạc gần nhất trên điện thoại của nữ diễn viên vô tình bị lộ. Cư dân mạng liền soi được trong đó có một người được Thúy Ngân lưu tên là anh chồng yêu. Không những vậy, thám tử mạng còn phát hiện ảnh đại diện của anh chồng yêu Nana với một góc được cắt ra từ bức ảnh của Jack. Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, Thúy Ngân và Jack hẹn hò bí mật được 2 năm. Trước khi mối quan hệ của cả hai trở thành tâm điểm bàn luận khắp không gian mạng, chúng tôi từng bắt gặp nữ diễn viên lẻ bóng thu dọn đồ đạc trong đêm. Theo chân Thúy Ngân, xe chở nữ diễn viên dừng trước căn biệt thự nằm ở quận 2. Thúy Ngân xuống xe nhưng không thể vào nhà ngay. Cô ngồi đợi bơ vơ trước cổng nhà một lúc lâu thì có một tài xế công nghệ đến giao chìa khóa. Lúc này Thúy Ngân mới tự mang hành lý vào bên trong ngôi nhà. Liên quan đến chuyện tình cảm của Thúy Ngân, trong buổi lễ gia tiên của Puka Ghiên Tuấn Kiệt hồi đầu tháng 11 vừa qua, Trường Giang bất ngờ chia sẻ Thúy Ngân đã độc thân vui tính được 4 tháng. Chia sẻ của Trường Giang khiến cư dân mạng nghi vấn Thúy Ngân từng bị kiểm soát căng thẳng trong lúc yêu đương. Nữ diễn viên trực tiếp có mặt và nghe đàn anh để lộ chuyện chia tay nhưng không lên tiếng phủ nhận. Cô chỉ nhắc nhở Trường Giang đừng kể quá nhiều thông tin. Thúy Ngân lớn hơn Trách 6 tuổi, cả hai từng là gà cưng của một công ty nên nhiều lần có cơ hội gặp gỡ và hợp tác cùng nhau. Cả hai từng là hai cast chính của Running Man Việt mùa thứ 2. Tuy nhiên sau đó Jack bay màu vì ồn ào bắt cá hai tay, có con với Thiên Anh. Suốt thời gian qua, Jack và Thúy Ngân không có bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội nên tin hẹn hò rộ lên khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, Thúy Ngân có hẹn dùng bữa với nhóm bạn tại nhà hàng ở quận 1. Kết thúc bữa ăn, nữ diễn viên vui vẻ tạm biệt bạn và lên xe về nhà riêng gần đó. Thúy Ngân trở về nhà và một lúc lâu, cô xuất hiện với vali lỉnh kỉnh. Nữ diễn viên tự xách hành lý chờ xe đón và sau đó sắp xếp lên xe để di chuyển. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.